Xin chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái mẫu mixer 12 cây nhỏ gọn của thương hiệu INT. Đây là một cái thương hiệu của Ý. Nó là cái logo con kiến này. Một thương hiệu cũng khá là nổi tiếng. Thì trong cây mình cũng đã làm khá là nhiều các cái mẫu mixer rồi, hầu như thương hiệu nào cũng có đầy đủ các cái thương hiệu. Thì chắc chắn là hàng chính hãng, chứ bên mình không có bán hàng copy. Những cái mẫu có thương hiệu thì hầu như mình đã làm đầy đủ trong kênh rồi. Thì nếu các bạn có nhu cầu tìm hiểu về các cái mẫu mixer thì có thể tìm lại trong kênh để xem. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái mẫu mới nữa. Đây là cái mẫu của thương hiệu INT, có mã là MIX12FX. Thì đây là một cái mẫu mixer khá là nhỏ gọn, có chất âm hay, thiết kế đẹp. Bên cạnh đó nó cũng có một cái mức giá khá là mềm, rất là thích hợp cho chúng ta có thể xài cho các cái buổi thuyết trình này, phòng hội trường, phòng họp, hoặc là chơi những cái live band nhỏ, những cái quán hát cho nhau nghe, vân vân. Hàng chính hãng, có COCQ, có đơn đầy đủ. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá qua một tí cái mẫu mixer này nhé. Ok, thì đây là cái bàn mixer INT MIX12FX của thương hiệu INT. Đây là thương hiệu có cái logo con kiến này, một cái thương hiệu của Ý, Italy. Thiết kế rất là đẹp, nhìn rất là xịn sò. Nó còn có những cái màu điểm tô thêm cái màu xanh lá chuối này, nhìn rất là đẹp, rất là thích. Nhỏ gọn. Cái này thì nó chỉ có 3,5 kg thôi, rất là nhỏ gọn. Đây là cái mặt sau. Mặt sau này thì nó không có cái gì cả, nó chỉ có cổng gắm nguồn này. Dưới này có cầu chì, công tắc nguồn, công tắc phân tâm. Đây này là cái tem của sản phẩm INT MIX12FX, mixer 12 kênh, tích hợp effect kỹ thuật số, bộ tạo hiệu ứng âm thanh kỹ thuật số. Đây là một cái thương hiệu của Ý, Italy, sản xuất tại China. Hàng chính hãng, có COCQ, hóa đơn đầy đủ, khá là nhỏ gọn. Bàn này thì nó có kích thước là ngang là 34, sâu là 42 và cao là 10, khá là nhỏ gọn. Thiết kế rất là trực quan, hầu như chúng ta có thể xài cho người chuyên và không chuyên gì cũng có thể sử dụng được. Đây là một cái mẫu mixer với chất âm cũng khá là hay, thiết kế đẹp, giá mềm, rất là thích hợp cho chúng ta có thể xài cho các cái ứng dụng như là những cái phòng họp này, hội trường, quán cà phê, quán bar rồi gì cũng có thể xài được. Nhìn rất là đẹp. Thì cái này thì nó sẽ có 12 kênh này, và 6 mono và 4 stereo. Nó làm hai cái cổng này vừa mono và vừa stereo luôn. Thì riêng cổng từ 1 đến 4 thì nó sẽ có thêm cái đường com này nữa, compressor. 6 cái đường mono thì nó sẽ có 3 EQ, còn hai cái đường 9, 10, 11, 12 này nó thì có 2 EQ thôi. Đây này nó có đường cổng Canon Mic này, Line, Insert, Gain, Low Cut. Thì cái bộ lọc không cao này nó sẽ cắt những cái tần số thấp, xử lý lọc những cái tần số thấp 75Hz trở xuống. Đây là com, 3 EQ, cao, trung, thấp, đường up, nút pre-box, nút volume cho effect từng cây, ba lăng trái phải, nút khóa tiếng, nút kiểm tra tín hiệu, PFL. Đây là fader, fader này 60mm, fader dài 60mm, rất là êm, mượt. Đây là hai cái nút để gửi tín hiệu ra cho rub 1-2 và đường chính. Left right. Ok, thì 6 cái mono này thì nó giống nhau. Bên này nó khác một tí là nó không có cái chỉnh được volume của trung thôi, và không có compressor. Bên này thì nó có đường hai chất in này, để chúng ta có thể mở nhạc từ đầu phát qua, mở CD đồ qua. Và đây hai chất out này chúng ta có thể lấy ra chúng ta ghi âm, hai đường ngõ ra chính main.
Line 9, 10, 11, 12, Stereo Tune. Còn Chorum Mount này thì chúng ta có thể dùng để đấu tín hiệu, đưa tín hiệu ra loa tiệm âm phòng thu đó, monitor studio đó, đường rub out, đường main out, ốc sen, đường phone kiểm tra, effect sen. Rồi, cơ bản nhưng cũng khá là đầy đủ. Đây là nó có bộ effect kỹ thuật số này, nó có 100 chương trình cài sẵn. Echo này, Echo Reverb này, Tremolo. Cái này thì dùng cho những cái nhạc cụ có dây đó. Rồi những cái này thì nó quá quen thuộc rồi, hầu như cái effect nào nó cũng có. Tí nữa mình sẽ test thử cái effect này, thì mình sẽ nói kỹ hơn về cái này. Đây là bộ effect, nó có một cái màn hình đây, để mình găm cái điện vào để bật cái màn hình này xem. Ok, thì nó cứ chỉnh thôi, nó cứ mình muốn chỉnh chương trình nào thì mình cứ vặn tới. Rồi xong mình nhắn lại là nó sẽ lưu. Đây là cái folder effect. Folder tổng, effect tổng. Đây là những cái nút gửi thôi, những cái volume gửi đưa tới main này, ốc này, ốc sen, effect, phone kiểm tra, loa monitor, volume cho cái đường hai chắc in này. Ví dụ chúng ta mở nhạc qua cái đường hai chắc in này, chúng ta sử dụng cái volume này. Rồi folder cho rub và folder cho đường chính master. Đây có một cái dãy đèn kiểm tra tín hiệu. Ok, thì nó cơ bản vậy thôi. Một mixer rất là nhỏ gọn, thiết kế rất là đẹp, thích hợp cho hội nghị, nhà hàng, quán cà phê rồi đó, những cái hệ thống nhỏ. Thiết kế rất là đẹp. Ok, giờ chúng ta sẽ găm kết nối với hệ thống và chúng ta thử cái effect này một tí nhé. Ok, giờ chúng ta sẽ test cái effect này một tí nhé. Luôn tiện mình sẽ hướng dẫn sử dụng sơ qua một tí cái effect của cái bàn mixer INT Mix 12FX này. Nếu các bạn nào mới dùng, chưa biết thì có thể tham khảo một tí. Ok, thì giờ mình đang găm mic vào đường số 1 này. Số 1, chúng ta sẽ đẩy volume tổng lên và đẩy cái volume đường số 1 này lên và nói thử. Alo, alo, rồi, có tiếng rồi. Thì nó hơi nhỏ thì chúng ta sẽ bật gain lên một tí. Alo, 1, 2, 2, 2, 2, L, 1, 2, alo, 1, 2, test, test, alo, 1, 2. Ok, thì có tiếng rồi. Bây giờ chúng ta muốn chỉnh effect thì chúng ta sẽ chọn cái chương trình trong này. Thì trong này nó có 100 cái chương trình cài sẵn này, từ 0 tới 9 là echo này, những cái tiếng vang cổ điển, dưới là echo, reverb, tiếng vang và âm vang. Dưới cái 20 tới 29 này là tremolo. Tremolo này nó sẽ dùng cho những cái nhạc cụ có dây. Còn những cái black chorus này, những cái này thì nó đã quá quen thuộc rồi, hầu như cái bàn, cái bộ effect nào nó cũng có. Cái 60 đến 69 này thì nó có cái rotary này, cái này là một cái hiệu ứng của mô phỏng cái đàn ọc găng á. Chúng ta sẽ thử cái này một tí, tí nữa chúng ta sẽ thử luôn. Còn dưới này thì những cái hiệu ứng cho chúng ta có thể xài trong các cái phòng họp này, small room, hoặc là những cái phòng lớn, phòng nhỏ, những cái phòng họp chúng ta nói, chúng ta có thể sử dụng những cái bộ effect này. Tùy theo mục đích sử dụng, chúng ta nói, thuyết trình hay là chúng ta hát, thì chúng ta sẽ sử dụng tùy theo cái lựa chọn những cái effect mà chúng ta mong muốn. Cũng khá là đơn giản thôi, những cái này nó có sẵn các cái chương trình rồi, chúng ta việc chọn và xài thôi.
khá là đơn giản. Ví dụ như bây giờ mình sẽ chọn cái chương trình Echo rồi vật này, từ 10 tới 19, chúng ta đang chọn cái chương trình 19 này, thì đi khi chúng ta quay tới số 19 thì chúng ta sẽ nhắn một cái thì nó sẽ lưu cái chương trình đó. Ok, và chúng ta sẽ đẩy cái effect tổng, cái folder tổng của cái đường effect này lên. Và tiếp đó là nó sẽ, chúng ta sẽ đẩy cái volume của cái đường effect từng cây lên, cái đường mà chúng ta đang cắm micro đây, chúng ta sẽ đẩy lên qua 12 giờ một tí, cho là 11 giờ đi, đẩy qua 1 giờ. Rồi, và đây là cái chúng ta sẽ đẩy cái volume cái phần DFX ở bên này lên và chúng ta sẽ nói thử. Alo. Alo. Rồi, nó đã có effect rồi. Thì chúng ta muốn nhiều hơn thì chúng ta bật lên thôi. Alo. Rồi, 1 2 3 4 5 6 7 Lơ, this, this, alo, 1, 2, 2, lơ. Vậy là xong, rất là đơn giản. Còn tùy theo cái chất giọng của mỗi người, tùy theo cái sở thích, tùy theo cái hiệu ứng thì chúng ta sẽ có các cái cách chỉnh khác nhau. Ít thì chúng ta thêm vào, chúng ta vặn thêm vào. Nhiều thì chúng ta bớt lại. Nói chung là tùy theo cái thực tế thôi. Đây là cái cách chỉnh cơ bản nhất, thì nếu các bạn nào chưa biết thì có thể tham khảo một tí. Alo, 1, 2, 2, this, this. Em thấy cũng khá là hay. Ok, thì mình vừa giới thiệu sơ qua cái bàn mixer INT Mix 12FX của thương hiệu INT Ý. Thì đây là một cái bàn khá là nhỏ gọn, rất là thích hợp cho chúng ta có thể xài cho những cái ứng dụng vừa và nhỏ, như là những cái phòng họp này, hội trường, cà phê, quán bar, nhà hàng, quán bar. Đây là hàng chính hãng, có COCQ, hóa đơn đầy đủ, thì các bạn có thể tham khảo thêm về cái sản phẩm này tại cái đường link website mình có để ở phần chú thích bên dưới. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video, vui lòng nhấn like và đăng ký ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Cảm ơn các bạn.